Đấu La Đại Lục phần 2 tập 239, sự liên khắc thất quái phần 3, tuyệt thế đường môn. Nhưng nó làm cách nào trở thành vũ hồn cổ còn được? Đây là hai câu hỏi mà ta nghĩ mãi không ra đáp án. Vũ Hạo mím môi, không dám hé răng. Những lời của Mục Lão vừa nói tuy là đều là suy đoán, nhưng cũng cực kỳ là gần với đáp án thật sự rồi. Mục Lão lại khẽ cười rồi bình thản nói. Trên người của con có rất nhiều thứ không bình thường. Nếu không phải ta đã tỉ mỉ kiểm tra cơ thể của con, chắc chắn con là con người. Có khi ta thật sự là nghi ngờ con là hồn thú trùng tu. Tuy nhiên thì mỗi người đều là có cơ duyên của riêng mình. Tuy ta không thể tìm được đáp án chính xác, nhưng ta cảm nhận được sự chân thành và thật thà của con. Nhất là biểu hiện của con ở trong cuộc thi vừa rồi khiến cho Lão Phu rất là vui mừng. Nếu một ngày nào đó con sẵn lòng muốn chia sẻ thì làm trước khi Lão Phu rời xa khỏi cõi đời này. Lão Phu lúc nào cũng là rất muốn được biết đáp án. Lão Phu sẽ là công ép con trong chuyện này. Ngài không hỏi thật sao? Câu nói cuối cùng của Lão thật sự là làm cho Vũ Hạo kinh hãi hơn cả những suy đoán của Lão nữa. Ừ, ta tin vào phán đoán của mình. Dù không đúng cũng là nhất định không sai quá nhiều. Con có cơ duyên tốt như vậy, thân là trưởng bối, ta vui mừng cho con không kịp. Từ lúc ta chắc chắn con là con người, ta thậm chí là còn mong con có thể gặp nhiều cơ duyên hơn nữa. Đừng quên, hiện nay con đã là một trong sự lãnh khắc thất quái. Trên người con sớm đã là có dấu hiệu của học viện sự lãnh khắc rồi. Ta đây xa rồi, nhưng thắc mắc đó cũng là không nhất định là phải biết như là các người trẻ tuổi các con nữa. Ha ha. Vũ Hạo ngẩn người một lát sau đó hít sâu một hơi rồi nói. Cảm ơn ngài đã tin tưởng con nhất định là sẽ không để cho người phải thất vọng. Mục Lão nói tiếp. Nhìn thấy những đầu lâu kỳ hay không? Đó là đầu lâu của một loại hồn thú gọi là khủng cụ ma long. Khủng cụ ma long này là một loại ác long thuộc hệ địa long. Thực lực chiến đấu không mạnh nhưng lại là loại rồng hiếm thấy có thuộc tính tinh thần. Sau khi nó chết đi, một phần tinh thần lực sẽ là vẫn còn bám trong xương sọ của nó. Rất lâu không suy yếu, giết loại hồn thú này không khó nhưng mà cái khó nhất chính là thu thập đầu của nó. Trong phòng này có khoảng hơn 1.000 cái xương sọ của khủng cụ ma long. Đây là học viện tích chữ suốt 800 năm mới có được số lượng này. Chờ một lát ta sẽ giải thích xong hơi thở tinh thần của bọn chúng. Nếu lúc đó con sẽ phải chịu một áp lực rất lớn, tuy nhiên thì trong quá trình này, tinh thần lực của con sẽ là dần tăng lên. Mà một thứ cực kỳ hữu ích với vùn linh màu của con, ta cũng hy vọng trong quá trình tu luyện này, con có thể tìm được con đường đi thật đúng đắn của bản thân mình. Sau nói của Mục Lão đến đây đã là biến mất, hơi thở của Lão cũng là tan biến không còn. Đồng thời áp lực tinh thần lại là nháy mắt tăng cao. Tinh thần hài của Vũ Hạo tức thì là liền dậy sóng, dao động tinh thần tăng quá nhanh, làm hắn có chút là không thể ứng phó nổi. Ở bên ngoài đại sảnh, Mục Lão vẫn là lặng lẽ ở vị trí cũ, bất quá lần này đã nằm xuống chiếc ghế tựa quen thuộc của mình rồi, mà đứng ở hai bên Lão là Ngôn Tiểu Chiết và Tiên Lâm Nhi. Ngôn Tiểu Chiết thấp giọng rồi nói, Lão sư thật sự là không cần hỏi rõ hay sao? Mục Lão lắc đầu rồi nói, không cần. Nó thật sự là con người, huyết mạch cũng không phải là của người đế quốc Nhật Nguyệt. Nó có thể thoải mái, hai điều kiện này thì là những thứ còn lại không quan trọng nữa. Mà nó vẫn là con bé, rất dễ thay đổi. Chúng ta không thể nghi ngờ vào trái tim nó lạc lẽo được. Ngôn Tiểu Chiết nhíu mày rồi nói, nhưng nếu chẳng may nó là gian tế thì... Tiên Lâm Nhi đứng bên cạnh hừ một tiếng cắt ngang. Nếu là người, ngươi có phải là một người có vốn cực hạn làm gian tế hay không? Hơn nữa, ta đã điều tra rất là cẩn thận. Khi nó mới vào học viện, thực lực cũng là tầm tầm. Sau này mới là đột nhiên tăng mạnh. Rõ ràng trong kỳ nghỉ đó, nó đã gặp được kỳ ngộ. Nếu đổi lại là người, ngươi sẽ nói cho người khác biết hay sao? Ngôn Tiểu Chiến không hề tức giận với giọng nói của Tiên Lâm Nhi, ngược lại còn có vẻ ngẫm nghĩ. Lâm Nhi, những gì người nói dĩ nhiên là ta hiểu, nhưng người không nghĩ tại sao khi nó có vũ hồn bằng bích điếu hoàng hạt thì vũ hồn linh mâu cũng là có tiếp kỹ năng mô phỏng không? Làm sao có chuyện trùng hợp như vậy? Tiên Lâm Nhi lạnh nhạt nói, ta chỉ biết nếu ta phái người đến làm gian tế bên phe đối thủ thì là dù thế nào, nếu người đó đột nhiên có vũ hồn cực hạn, ta cũng sẽ là lập tức gọi trở về, dốc hết sức mà bổ dưỡng cho hắn. Đồng thời ta cũng sẽ là không dạng gì mà đi phái một đứa trẻ làm gián điệp. Con nít thì biết cái gì? Ngôn Tiểu Chiết, cái tính hẹp hòi của này của người mãi mãi làm một chuyện khuyết điểm chết tiệt. Người Ngôn Tiểu Chiết bị Tiên Lâm nhìn nó đến tức đỏ bừng mặt, nhưng mà ngại có Mục Lão ở đây nên đã không dám bùng nổ. Mục Lão mỉm cười rồi nói, được rồi, hai con cứ ồn ào như thế suốt mấy chục năm chưa chán hay sao? Chuyện của Vũ Hạng ta đã sớm có quyết định rồi, nó đáng giá để học viện chúng ta dốc lòng bồi dưỡng, không phải là tiên tổ Đường Tam năm đó cũng là có rất nhiều bí mật hay sao? Ngôn Tiểu Chiết gật đầu rồi nói, vâng lão sư, vậy tiếp theo chúng ta sắp xếp bọn nhỏ thế nào đây? Mục Lão nói, cho bọn chúng ở đây bế quan một thời gian, sau đó thì là trở về ngoại viện, dù sao bọn chúng vẫn là còn nhỏ, áp lực nhiều quá lại làm phản tác dụng thì không hay. Con cẩn thận chú ý bốn đứa nhỏ kia thì hơn, tạo mọi điều kiện và trợ giúp cho bọn chúng tu luyện, đồng thời phải đảm bảo bọn chúng có thể vào được nội viện. Đương nhiên thì sát thạch cũng là không ngoại lệ, vào khi vào nội viện thì là bọn chúng cũng là đều đến đây tĩnh tâm một lần. Thêm cả việc bản thể tông xuất hiện ra lần trước,
Ta nghĩ trong thời gian tới sẽ làm có chuyện nữa, hay còn phải cẩn thận đề phòng. Vâng. Quay trở lại với ký túc xá của học viện, Đường Nhã thu dọn đồ đạc xong xuôi, thỉnh thoảng nhìn ra bầu trời bên ngoài, gương mặt tươi cười từng thấy lúc này cũng là không còn nữa. Thay vào đó là vẻ cô đơn buồn phiền, vâng chán khẽ làng nhíu lại, cô cúi đầu bước ra khỏi phòng học. Mấy ngày nay, cuộc sống của nàng chỉ làm quanh quẩn lên lớp về ký túc xá, rồi lại lên lớp rồi về ký túc xá, không hề ra ngoài hay là đi đâu cả. Nàng bước sang khỏi giá học lâu rồi lại thẳng một đường về ký túc xá, dường như là vừa đi vừa suy nghĩ chuyện gì đó. Người đẹp có muốn cùng đi ăn cơm hay không? Đúng vào lúc này, trước mặt nàng bỗng nhiên xuất hiện ra một bóng người. Vì nàng đang bước đi khá là nhanh nên suýt chút nữa là đã va phải người kia. Đi chết đi, Đường Nhã giận dữ mắng. Cô ngẩng đầu lên muốn nhìn xem có tên nào chán sống dám làm phiền cô. Ở ngoài viện này có ai còn không biết cô là bạn gái của bộ bồi nữa cơ chứ. Nhưng mà khi cô ngẩng đầu lên, cả người đều cứng đờ. Trước mặt cô là một gương mặt hết sức là anh tuấn, khóe môi là một nụ cười tào nhã, nháy mắt, cả khuôn mặt đã đầy ra chiếm hết tầm mắt của cô. Huynh còn biết Đường Vài hay sao? Giọng nói của Đường Nhã hơi run rẩy, bộ bối mỉm cười sẽ nói: vợ yêu còn ở đây, huynh không về chẳng may muội chạy theo người khác thì là huynh biết làm sao đây? Đường Nhã tức giận rồi nói: ai là vợ của huynh? Đúng là không biết lớn nhỏ. Muội là tông chủ của Đường môn, là lão sư của huynh. Bộ bối sang giọng tay, nụ cười vẫn là hệt như cũ. Lão sư, bảo bảo. Đường Nhã mím môi, trừng mắt nhìn bộ bối, bước đến ôm chầm lấy hắn khóc to. Bộ bối ôm lấy cơ thể của Mạnh Khảnh mềm mại của nàng, kinh ngạc nói: Tiểu Nhã, muội làm sao thế? Lúc huynh không có ở đây có ai bắt nạt muội phải không? Trong lòng của hắn, Đường Nhã lúc nào cũng là một thiên thần trong sáng, dù nàng phải làm gánh trên vai trách nhiệm khôi phục lại Đường môn, nhưng lúc nào cũng là tươi cười vui vẻ. Lần này hắn đi tuy là thời gian hơi dài, nhưng cũng không thể nào có chuyện làm cho cô phải khóc to như thế này. Đường Nhã không trả lời, chỉ ôm hắn khóc to hơn. Mà đến khi bồ bối bị nước mắt của cô làm ướt sũng, cô mới ngẩng mặt lên, đôi mắt sưng đỏ nhìn hắn rồi nói: muội không sao. Bồ bối tức giận gõ đầu nàng một cái: không có chuyện gì mà khóc to như thế nào. Đi thôi, chúng ta về ký túc xá. Bạn cùng phòng của Đường Nhã là Giang Lam Nam. Lúc này Giang Lam Nam dĩ nhiên là còn đang bận dưỡng thương với Tử Tam Thạch không thể về ngay được. Mà bồi bối rõ ràng là không phải lần đầu tiên lén trốn vào ký túc xá của nữ. Mặc dù học viện có quy định không cho phép vào ký túc xá khác giới, nhưng lại không ai bảo sẽ là bắt người trèo tường vào. Đường Nhã về phòng như là bình thường, sau đó bước đến cửa sổ. Bối bối ngựa quen đường cũ lách người nhảy vào, hắn chẳng lo bị người khác nhìn thấy vì dù có thấy cũng là chẳng ai sạch mà đi tố cáo hắn cả. Căn phòng của hai đại mỹ nữ Đường Nhã và Giang Nam Nam không có quá nhiều vật dụng, nó vô cùng là giản dị và nhẹ nhàng, thậm chí là chăn đệm của Nam Nam cũng là còn ít miếng vá nữa. Đường Nhã kéo bối bối ngồi xuống giường, dựa vào nòng của hắn, ôm hắn thật chặt, kẽ nói: mọi người đi lâu như thế mà muội không nhận được chút tin tức nào, kết quả của thì ra sao? Bố bối nhìn cô gái trong lòng mình thật lâu, cũng là không tiếc tiếp tục truy hỏi nữa mà là dịu dàng kể lại những gì đã xảy ra trong hai tháng kia. Hắn vốn là người dễ chịu và kỹ tính, hắn lần lượt kể từng chuyện, mà đến kia sắc trời dần tối mới thôi. Cái gì? Viện trưởng cho các huynh danh hiệu là sự lãnh khắc thất quái suốt đời. Nghe đến đoạn cuối, Đường Nhã giật mình ngồi thẳng dậy, đôi mắt mở to giống như là không thể tin vào. Bố bối cắt đầu rồi nói: huynh rất bất ngờ nhưng cũng là hết sức vui mừng. Sao thế, muội không thích hay sao? Muội đừng quên trong sự đánh khắc thất quá có đến 5 người của Đường môn chúng ta. Đôi mày của thanh tú của Đường Nhã kẽ nhíu lại lắc đầu rồi nói: sao muội lại không vui được? Nhưng mọi người đã là một thành viên của sự đánh khắc thất quái, sau này làm sao có thể ra sức giúp Đường môn được? Trên người của mọi người đã có quá nhiều dấu hiệu của học viện rồi. Bố bối bật cười rồi nói: có thì sao? Sao lại không thể? Học viện cũng sẽ là không hạn chế tự do của chúng ta. Hơn nữa, học viện và Đường môn vốn là có quan hệ mật thiết mà. Có sao? Đường Nhã bỗng nhiên giận dữ đứng bật dậy rồi nói, khóe mắt thoáng hiện ra một tia lệ khí. Lúc Đường môn chúng ta suy sụp, học viện sự lãnh khắc ở đâu? Lúc muội bị người ta đuổi đi, lúc Đường môn sa ngã, học viện ở đâu? Bọn họ chỉ là biết lo cho các danh hiệu học viện đệ nhất đại lục, có từng giúp gì cho chúng ta hay không? Bố bối hết sức là giật mình khi mà thấy dáng vẻ này của Đường Nhã. Tiểu Nhã, muội không sao chứ? Hôm nay muội làm sao thế? Đây là lần đầu tiên hắn thấy Đường Nhã có vẻ như thế này. Đường Nhã ngã người xuống giống như là muốn vứt bỏ cái gì vậy, nàng cúi đầu rồi nói: xin lỗi, muội không sao. Lúc này bối bối không nhịn được, cô nhìn thấy đôi mắt to sáng ngời ngời của Đường Nhã cũng như xuất hiện ra một tia sáng màu tím, nó không giống như là với màu tím của Từ Cực Ma Đồng mà lại mang theo hơi thở tử vong kỳ quái. Bối bối lại một lần nữa ôm nàng vào lòng rồi nói: Tiểu Nhã, muội đừng suy nghĩ quá nhiều nữa. Nguyên nhân Đường môn suy sụp là bắt nguồn từ lãnh đạo bên trong. Trước việc ám khí xa thì những người lãnh đạo cũng là có quá nhiều vấn đề, cuối cùng mới là khiến cho Đường môn có thời điểm cường thịnh nhất mà suy yếu dần. Nhưng mà lúc này muội thấy đó, bên cạnh muội đã là có rất nhiều người, có huynh, có vua hạo,
Hoa Thái Đầu, Vương Đông và Tiêu Thiếu. Đợi chúng ta dần mạnh lên, chúng ta nhất định là sẽ giúp cho muội chấn hưng Đường Môn. Chúng ta đều còn trẻ, có rất nhiều thời gian để cố gắng quật khởi Đường Môn mà. Đường Nhã gượng cười rồi nói, nhưng huynh có nghĩ đến việc muội thân là tông chủ vậy mà có thể làm được gì cho Đường Môn hay không? Mọi người đều là sự lên khắc thất quái, khoảng cách giữa chúng ta càng lúc càng xa. Tình hình của muội như thế nào muội biết rất rõ. Muội không thể có khả năng thi được vào nội viện. Một người không có thực lực nhiều muội, dù muội có là tông chủ của Đường Môn thì là lộ viện cũng là sẽ không dù gì mà giữ muội ở lại. Bối Bối vội vàng nói, không, muội tuyệt đối đừng có những suy nghĩ này. Chỉ cần muội cố gắng thì là chuyện gì cũng có thể làm được. Chúng ta nhất định là sẽ cố gắng giúp cho muội vào nội viện. Đường Nhã lắc đầu rồi nói, Bối Bối, huynh đừng như vậy. Muội không muốn trở thành gánh nặng của huynh, huynh hiểu không? Hiện giờ việc huynh phải làm là cố gắng tu luyện, sang năm tham khảo hạch vào nội viện. Huynh có biết là tại sao ban nãy muội lại khóc hay không? Vì muội đã quyết định rời khỏi học viện sử lai khắc. Cái gì? Bối Bối cực kỳ làm kinh ngạc khi nghe thấy quyết định của cô, vẻ mặt tươi cười thường thấy thoáng cái đã biến mất. Tiểu Nhã, suốt cuộc là muội muốn làm sao thế này? Hơn một tháng không gặp nhau, lúc này hắn cảm nhận được Đường Nhã đã thay đổi, nhất là về mặt tính tình, thay đổi lớn đến nỗi hắn cảm thấy là có chút cách xa. Từ lúc gặp lại đều là giờ hắn chưa hề thấy nàng nở một nụ cười nào. Đường Nhã ngẩng đầu nhìn Bối Bối, đôi mặt xinh đẹp lúc này đều làm đầy vẻ bi thương. Thật lòng muội không muốn đi, nhưng tiếp tục ở lại đây đối với muội cũng là không có chút ý nghĩa nào cả. Hơn nữa còn trở thành hòn đá ngáng chân huynh. Vậy thì chỉ bằng muội cố gắng trải đường vì Đường Môn. Muội chỉ là vì không lỡ rời xa huynh nên mới khóc như thế này. Bối Bối thật sự là không muốn xa huynh. Đừng nói nữa, Bối Bối tức giận cắt ngang lời của nàng, cánh tay đang ôm lấy cô lại làm càng siết chặt hơn. Không được đi, có nghe hay không? Đường Nhã yếu ớt nói, huynh cũng biết tính của muội, muội đã quyết định sẽ là không bao giờ thay đổi. Nước mắt kẽ lăn dài trên hai gò má của nàng, nhưng mà lúc này nàng không còn khóc thành tiếng nữa. Có điều cái mắt lại làm càng lộ ra vẻ đau buồn hơn. Đây dường như là không phải là chỉ là một lời từ biệt đơn giản. Bố Bối dịu dàng rồi nói, Tiểu Nhã, muội nghe lời huynh, chúng ta vẫn còn trẻ, muội đừng luôn lóng như vậy. Đường Nhã áp sát vào mặt lồng ngực quán rồi nói, huynh đừng khuyên muội lứa. Huynh biết rằng muội đưa ra quyết định như thế này đã phải suy nghĩ khó khăn như thế nào hay không? Muội nhất định là phải đi. Đơn thôi học muội đã gửi rồi, muội vốn là phân vân không biết là có nên đợi huynh về hay không. Muội sợ huynh trở về, muội lại không thể quyết định được nữa. Nhưng muội lại là càng sợ muội ra đi, không lời từ biệt sẽ làm cho huynh không thể chấp nhận được mà lại ảnh hưởng đến việc tu luyện. Cho nên cuối cùng muội thả chấp nhận nỗi đau chưa ly này mà ở lại nói rõ ràng mọi chuyện với huynh. Bố Bối chấn động cả người, Tiểu Nhã, muội đã quyết định thật rồi hay sao? Hắn hiểu rõ nàng là một con gái ngang bướng như thế nào. Đường Nhã khẽ gật đầu. Bối Bối hít sâu một hơi, miễn cưỡng khôi phục lại tâm trạng. Vậy muội muốn đi đâu? Cho anh biết cụ thể. Kỳ nghỉ mỗi năm muội huynh sẽ đến thăm muội. Đường Nhã nhỏ giọng nói. Muội muốn về Đế quốc Thiên Hồn. Đường Môn ban đầu bắt nguồn từ đấy, nên muội cũng là muốn gây dựng nó tại đây. Nhà của Đường Môn luôn là ở đây. Thanh Thiên Đấu vì là tưởng niệm Đế quốc Thiên Đấu ngày xưa cũng là đổi tên. Đường Môn chúng ta mãi mãi gắn liền với nơi đó. Tuy tạm thời Đường Môn không còn, nhưng chúng ta vẫn là một vài người quen ở đây. Muội muốn trở về liên lạc với bọn họ, ít nhất là họ sẽ có thể cho Đường Môn chúng ta một chỗ tạm dừng chân. Bối Bối cho mày rồi nói, đừng về Thành Thiên Đấu, nơi đấy tuy vẫn là nhà cũ của Đường Môn, nhưng những người ở đấy vẫn là ở đó. Huynh sợ bọn họ sẽ là gây hại cho muội. Đường Nhã bình thản nói.